Khi mà mở mắt thức ra là chị luôn luôn phải tìm cho mình những nguồn cảm hứng. Tại vì nếu như bản thân mình không tràn đầy nguồn cảm hứng, năng lượng của mình không tràn đầy thì mình sẽ không thể nào cho đi được. Mình tên là Bùi Việt Hà, công việc hiện tại của Hà là một style coach. Style coach là công việc của một người personal stylist, là một người định hình phong cách cá nhân, kết hợp với công việc của một người life coach, là một người định hướng cuộc sống, giúp cho khách hàng của mình biết cách thay thế những cái suy nghĩ tiêu cực và thay thế nó bằng những cái hình ảnh tích cực hơn. Ba giá trị cốt lõi mà Hà không bao giờ thỏa hiệp. Đầu tiên đó là sự chính trực. Thứ hai đó là không bao giờ đánh đổi những cái lợi trước mắt cho mục tiêu lâu dài. Và thứ ba đó là không tôn vinh chủ nghĩa cá nhân nếu như mà không có những giá trị đóng góp tích cực cho cộng đồng. Một người nào đó mình mới gặp lần đầu tiên thì mình sẽ có 5 giây định hình một cái quan niệm, một cái định kiến. 5 giây đó thì mình chưa kịp tìm hiểu người ta là người ta làm việc gì, người ta nói năng là làm sao, mà hoàn toàn chỉ qua vẻ bề ngoài và ngôn ngữ hình thể của họ thôi. Chính những cái ấn tượng đầu tiên đó nó định hình 50% cảm nhận và sự tin tưởng của người khác dành cho mình như thế nào. Nhiều lắm ạ. Đó là đối diện với gia đình. Bởi vì thời gian đầu khi mà Hà theo đuổi công việc là style coach và Hà tìm được cái lớp học và NLP của một ông thầy người Canada thì mình đăng ký khóa học đó, lúc không có tiền thì mình maximize cái credit card của mình. Lúc đó thì gia đình không hiểu được, bố mẹ coi như là trách không còn một lời nào, mà mình cũng bị ấy nấy, mình không thể nào giải thích cho bố mẹ hiểu là tại sao mình chọn con đường như thế. Đến mãi tận đến năm 2019 khi mà Styleline được thành lập và bắt đầu được báo chí nói đến thì lúc đó thì ông bà mới hiểu. Những cái người mà truyền cảm hứng cho chị có thể là bất kỳ ai, có thể là những cái người phụ nữ rất là bình thường, có thể một câu chuyện của một thầy giáo, một bà mẹ, bất kỳ một ai đó mà họ cho mình thấy cái giá trị thực sự của lòng nhân ái, của cái sự cho đi, từ những điều giản dị nhất mà có thể làm cho cuộc sống của người khác thay đổi một cách coi như là không biết chừng được, thì chính đó là những cái điều làm cho chị được khơi gợi cảm hứng. Hà nghĩ là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Nếu như mà ở cái tuổi mà đuôi của 30 và sắp sửa qua đầu 40 rồi á, thì mình cũng phải cân đo đong đếm khá là kỹ cái giá mình phải trả. Hà nghĩ là cái sự hy sinh lớn nhất đó là thời gian ở bên cạnh con trai, để mà chọn đi theo cái con đường sự nghiệp của mình. Mình đã đánh đổi là rất ít thời gian bên cạnh con trai, vì cái đó là cái sự hy sinh lớn nhất của một người mẹ. Hà nghĩ rằng là phụ nữ, các bạn đừng nghĩ là chỉ có mình mới có cái sự không tự tin đó, mà hãy nghĩ rằng là mình cũng là một trong số những người phụ nữ có cái sự không tự tin đó. Và đừng nghĩ rằng là những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình đó là điều xấu, mà hãy nhìn nó là cái điểm độc đáo để cho làm cho mình trở thành một cái cá nhân khác biệt mà không có ai có, và biến cái điểm không phải là hoàn hảo của mình trở thành cái điểm khác biệt, và nó sẽ trở thành cái điểm mạnh của mình. Thì chính cái suy nghĩ đó thôi nó cũng đã mang đến cho bạn sự tự tin về bản thân rất là nhiều rồi.